Hello, xin chào các bạn, mình là thầy Phong Hai Nốt, diễn viên thanh nhạc, một ông thầy dạy hát. Ok, và hôm nay mình sẽ hát tặng cho các bạn một ca khúc mà mình nghĩ là các bạn fan của Bùi Anh Tuấn sẽ rất là thích ca khúc này. Đó là ca khúc Chỉ Là Giấc Mơ, được trình diễn trong một live show của một cái chương trình sự kiện. Ok, Chỉ Là Giấc Mơ của Bùi Anh Tuấn. Thì các bạn mà muốn hát hay được như Bùi Anh Tuấn á, thì các bạn mình có ba cái giải pháp đó. Cái giải pháp thứ nhất á, là cái giải pháp để hát hay á nha, là thứ nhất là các bạn đăng ký vào trong group kết nối chia sẻ đam mê. Ở đó các bạn được học tập và trao đổi phát triển cái đam mê của mình một cách miễn phí, không tốn chi phí gì cả. Cái thứ hai là các bạn đầu tư một chỉnh chu một chút xíu thì các bạn sẽ mua một cái bộ giáo trình, cái thứ hai nha, một cái giáo trình thanh nhạc của mình, link mô tả bên dưới luôn. Giáo trình thanh nhạc được cô đọng rất là gọn gàng để các bạn có được cái nền tảng thanh nhạc cho tốt đã. Sao mà có được cái nền tảng là chúng ta lại tiếp tục phát triển. Ha. Tới cái bước thứ ba đó là các bạn muốn đầu tư một cách nghiêm túc hơn, muốn tập nhanh, gọn, hiệu quả. Đầu tư nghiêm túc thì nó sẽ tốn một khoản chi phí nhất định, cố định, nhưng mà nó rất là hiệu quả, nó giá trị với những từng đồng từng cắt mà các bạn bỏ ra luôn. Đó là năm cái khóa học của mình từ online cho tới offline, thì tùy theo các bạn có nhu cầu thì đăng ký bên dưới liên hệ, thì sẽ có bên người tổ tư vấn cho các bạn rất kỹ lưỡng. Và các bạn nên học cái khóa học nào cho phù hợp, 500.000 một tháng cũng có luôn nha, một tháng học 500.000 hoặc là một tháng học 5 triệu, 10 triệu cũng có luôn các bạn. Đó, tùy theo cái nhu cầu các bạn, cái chất lượng các bạn muốn đòi hỏi là cấp tốc hay là từ từ khác, mà giá cấp tốc là khác. Nhưng chất lượng như nhau, chỉnh chu đúng một chuẩn thanh nhạc mà mình đưa ra, đòi hỏi những yếu tố rất là cốt lõi. Ok thôi, mình vô mình hát cho mọi người nha. Thầy Phong hát được bài này Bí Mật Chỉ Là Giấc Mơ, thì các bạn cũng sẽ hát được nếu các bạn thích, hứng thú và thực sự muốn đầu tư cho mình một cái giọng hát nghiêm túc để tự tin hơn và hát hay hơn, hoặc có thể làm nghề ca sĩ. Dù thì thầm anh nói từ
Và nhớ là ủng hộ ba giải pháp của mình. Tham gia vào group là không tốn tiền cả, nhưng mà nếu mà các bạn muốn học thiệt, học thật luôn chứ không học chơi, muốn tiến bộ thật chứ tôi không có muốn thử cái gì hết, thì tham gia vào khóa video online hoặc là khóa trực tiếp, học trực tiếp với mình, qua học từ xa hoặc là học từ gần đều có thể được hết. Thầy Phong hát được cái này thì thầy Phong sẽ giúp cho các bạn hát hay hơn, và nhất là những cái bạn mà mình nói là cái bạn nào mà theo nghề ca sĩ. Còn những bạn đam mê thì đương nhiên là ok, thỏa được cái hạnh phúc của mình, thấy được cái sự phát triển của mình, giọng hát của mình là ok. Còn mà những cái bạn mà theo nghề ca sĩ là nên đầu tư. Thầy Phong hát 10, các bạn hát chỉ còn 8-9 nên là các bạn ăn cái nghề ca sĩ này rồi, đúng không? Ăn chưa hát mà cỡ này mà quéo như vậy, các bạn dư sức, các bạn bừng cần trên các sân khấu lớn luôn đó. Thì cái đó là các bạn cần phải được đầu tư rất là chuyên nghiệp, kể cả các bạn ca sĩ chuyên nghiệp hoặc là các bạn ca sĩ bắt đầu vào nghề thì nên rất cần thiết đầu tư. Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng hết, đầu tư gấp để còn có được cái chi phí cơ hội nữa. Các bạn làm nghề, tuổi nghề ca sĩ nó ngắn nên các bạn phải đầu tư từ giây phút các bạn bắt đầu, và nơi đây là nơi để các bạn đầu tư một cách rất nghiêm túc đó. Đây là hành nhạc, là mục đích là giúp cho mọi người hát hay, thật là hay rồi. Rồi những bạn mà làm nghề, muốn làm nghề giáo viên cũng vậy, mình đã là giáo viên rồi mà mình dạy cho người ta hát thì mình cũng phải hát được những bài hát đỉnh luôn. Ví dụ như mình 10 thì mình mới dạy học sinh, học viên của mình được 7-8 thiệt. Ví dụ như mình có 7-8 thì mình dạy học viên còn 5-6, mà mình 4-5 thì mình dạy học viên còn 3-2-1 thì lúc đó là thôi. Nên ở góc độ mỗi người giáo viên cũng phải nên đầu tư thanh nhạc cho mình rất là kỹ lưỡng đó. Thì ok vậy thôi, chia sẻ như vậy một chút xíu. Rồi các bạn thấy thương mình, thấy quý mình, thấy thích muốn hát được như ông thầy Phong thì hãy nhớ ủng hộ thầy Phong nha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Ok, bye bye nha.